manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, rình rập trong từng mùa vụ như một lời nguyền. Nông sản giải cứu, nông nghiệp, từ thiện cũng như là cái bẫy hợp tác sống, chia rẽ thì chết. Đó là một câu khẩu hiệu mà thời nào cũng đúng, ở đâu cũng đúng và lĩnh vực nào cũng đúng. Quy mô càng lớn thì càng có điều kiện tạo thành chuỗi giá trị ngành hàng. Ngành sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long trong những năm trở lại đây cũng đang cho thấy là việc sản xuất cánh đồng mẫu lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện chuỗi liên kết và hình thành vùng nguyên liệu rộng lớn đã tạo đòn bẩy cho xuất khẩu gạo khởi sắc. Cánh đồng thuộc hợp tác xã Khiết Tâm, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã đến ngày thu hoạch. Nhờ áp dụng mô hình 1,5 giảm trên cánh đồng, vụ đông xuân năm nay, hợp tác xã Khiết Tâm ước tính năng suất lúa đạt tới 10 tấn một hecta, lợi nhuận tăng 20% so với áp dụng phương pháp truyền thống. Thành phố Cần Thơ bắt đầu áp dụng mô hình 1,5 giảm từ năm 2005. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ nông dân thực hành sản xuất kỹ thuật trên cánh đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất với sản lượng hàng năm đạt trên 1,3 triệu tấn lúa gạo. Về cái lúa, thì giờ nếu mà xạ dày theo cách truyền thống thì là đặc biệt thì phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, phân bón nhiều thì nó gây ô nhiễm. Còn bây giờ tiếp cận cái mô hình mới thì đó là cái là chúng tôi xạ thưa, cũng như tôi cấy thưa đây thì nó giảm rõ ràng, tức là đỡ phun thuốc bảo vệ thực vật thì là nó đã đỡ phun thuốc thì là tức là nó đã đỡ tác hại đến cái sức khỏe con người rồi. Thực ra thì làm nông nghiệp rất là cực rồi, nhưng mà khi mà riêng áp dụng về cái 1,5 giảm SRB thì bản thân tôi thấy là nông nghiệp trồng án có phần nó nhẹ nhàng hơn, có nghĩa là mình ít ra ruộng hơn, rồi mình phải ít phải đi thăm đồng, tại vì có một cái thực đã hỗ trợ mình phần thăm đồng rồi. Rồi thêm cái nữa là mình không phải phun thuốc trừ sâu, nên là cái áp lực về cái vị trí của tôi, như là tôi phải đi, nhất là phải thăm ruộng, thứ hai là cũng phải cầm vàng để phun nè, rồi cái thuốc trừ sâu ảnh hưởng sức khỏe của mình. Một phải là sử dụng giống xác nhận, năm giảm là giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng phân bón, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước, giảm thất thoát sau thu hoạch. Theo tổng kết của ngành nông nghiệp, tính đến năm 2015, sau 10 năm áp dụng mô hình này, ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đã giảm được một nửa lượng giống gieo xạ trên đồng ruộng. Các tổ hợp tác, hợp tác xã được thành lập đã tạo nên những cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo bền vững. Nếu như nông dân nào mà thực hành tốt, ngoài cái việc mà giảm lúa giống, giảm chi phí sản xuất, rồi bảo vệ được sức khỏe của mình do là giảm thuốc rồi đó, thì nông dân được liên kết với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ thu mua cộng thêm khoảng 100 đến 150 đồng một ký lưu gam lúa để cho chia sẻ lại trả lại cái công của nông dân mà thực hiện đúng với cái yêu cầu tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Cách thực hành tốt 1,5 giảm được xem là một bước đệm quan trọng thúc đẩy việc tiến tới tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững toàn cầu. Đây cũng là chìa khóa quan trọng để ngành lúa gạo Việt Nam hướng tới những thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ hay châu Âu. Thưa quý vị, là những vụ mùa gần đây khi mà giá lúa tẻ liên tục bấp bênh thì nông dân có xu hướng là chuyển đổi sang trồng lúa nếp. So với cây lúa tẻ thì lúa nếp có chi phí thấp và dễ canh tác hơn. Để đảm bảo đầu ra thì nông dân một số địa phương đã ký kết tiêu thụ với doanh nghiệp. Song diện tích này còn khá khiêm tốn so với diện tích chuyển đổi, nên là việc bà con nông dân ồ ạt trồng lúa nếp đang làm dấy lên những lo ngại về đầu ra. Ngay sau đây là ghi nhận tại Đồng Tháp. Vụ đông xuân này, ông Mai Văn Hái mạnh dạn chuyển đổi 4 hecta đất lúa sang canh tác nếp. Theo ông Hái, nếp dễ canh tác, chi phí đầu tư 1 hecta khoảng 6 đến 7 triệu đồng, thấp hơn từ 2 đến 3 triệu đồng so với trồng lúa. Sau đợt thu hoạch đầu tiên trên diện tích 3 hecta với giá bán 6.350 đồng 1 kg, vụ này ông cầm chắc lợi nhuận 30 triệu đồng 1 hecta. Lúa thì cũng lên giá thất thường, lên xuống cũng thất thường, rồi cũng mình cũng thấy nếp thì nó cũng cái giá nó nằm cũng bền vậy, rồi mình cũng theo mình mặn vậy thôi. Đây cũng là vụ đầu tiên hợp tác xã số 3, thị trấn Thường Thới Tiền đứng ra liên kết tiêu thụ nếp cho tập đoàn Lộc Trời với diện tích 25 hecta. Nhìn chung việc liên kết diễn ra thuận lợi nên nông dân thu hoạch cũng phấn khởi. Bởi vì cái vụ trước là bà con người ta có làm nếp đó, nếp nếu mà so với năng suất của lúa thì nó cũng không có thấp. Thành ra người ta thấy cái đất này nó cũng tương đối nó hợp với nếp. Thành ra năm nay là tập đoàn Lộc Trời xuống là phát động cái tình hình liên kết thì bà con người ta, một số người là người ta nhảy qua người ta làm nếp, nguyên cái vùng đó làm nếp, cho nên là bây giờ cũng trúng. Hết năm 2020, diện tích trồng nếp của huyện Hồng Ngự khoảng 3.000 hecta. Bước sang vụ đông xuân này,
tổng diện tích nếp tăng lên trên 4.000 hecta, trong đó chỉ có khoảng 800 hecta liên kết với tập đoàn Lộc Trời. Những diện tích còn lại, nông dân tự bán qua thương lái. Vì là mình không có đầu tư, mình trồng không là bán không được, ít quá người ta không mua. Này cũng khoảng mấy trăm công thôi. Nếp này còn có khoảng 20 ngày nữa. Bây giờ còn có nếp có 5.900. Chắc mùa sau không dám làm, vì sao mùa sau quá giông mưa. Cây nếp có thời gian sinh trưởng từ 100 đến 105 ngày, tương đương cây lúa, phù hợp với thời tiết vụ đông xuân nên nông dân ưa chuộng. Tuy nhiên hiện tại, nếp chỉ được tiêu thụ nội địa thông qua thương lái nên giá cả bấp bênh. Nếu có định hướng về nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đối với cây nếp, sẽ hạn chế được rủi ro, được mùa, mất giá. Thưa quý vị, Sapa, Lào Cai được mệnh danh là thiên đường du lịch của miền núi Tây Bắc. Một trong những điểm thu hút khách du lịch tới Sapa không chỉ là cảnh quan thiên nhiên mà còn là những điều thú vị độc đáo của những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống độc đáo của những người Mông nơi đây. Nghề trồng lanh dệt vải của người Mông ngày nay không chỉ phục vụ cho đời sống sinh hoạt thường ngày của họ mà còn tạo nên một nét văn hóa đặc sắc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới khám phá Sapa qua văn hóa lâu đời của cộng đồng người dân bản địa. Vẽ sáp ong để tạo nên hoa văn cho trang phục váy, áo và mũ đội của phụ nữ Mông ở Sapa được đánh giá là tinh hoa của nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Bởi tính thẩm mỹ mang sự sáng tạo độc đáo của tổ tiên người Mông truyền lại từ đời này sang đời khác. Đây là tấm vải lanh, còn đây là bút vẽ của người Mông. Vẽ xong thì mình mới nhuộm và thành hoa văn rồi làm váy. Ví dụ như cái cánh tay này người ta sẽ theo những cái hoa văn là có những cái vòng tròn với nhau là gọi là cái nét âm dương của con người đấy, có đàn ông và đàn bà đó, nó cái sự gắn kết với nhau đó. Cơ hội để nhìn thấy người Mông ở bản Tạ Văn, thị xã Sapa, Lào Cai kéo sợi lanh trên guồng tre lớn như thế này là một điều hiếm hoi. Bởi một năm người Mông chỉ chọn ra vài ngày sau Tết để xe sợi lanh. Nguyên liệu lanh để làm sợi dây quần áo mới cho cả gia đình. Ăn Tết người Mông, rồi đến ăn Tết Nguyên Đán với người Kinh Song, chúng tôi sẽ dành ra 2 đến 3 ngày không đi làm nương, mà ở nhà tước sợi cây lanh, xe sợi lanh để làm quần áo mới dành cho Tết năm sau. Người Mông quan trọng quần áo mới lắm, mỗi năm phải làm một bộ, mà một bộ thì phải làm cả năm mới xong, vì nó có nhiều công đoạn. Những chiếc gối sofa có họa tiết hình xoắn ốc đường vẽ sáp ong, những chiếc khăn trải bàn, tấm tranh treo tường đường thiết kế từ vải thổ cẩm. Họa tiết hoa văn trên các trang phục váy áo của phụ nữ người Mông đã được hợp tác xã Lan Rừng đưa vào ứng dụng hiện đại, đã thu hút khách du lịch trong và ngoài nước khi đặt chân tới Sapa. Cái họa tiết của người Mông Sapa nó đã lan đi ra khắp thế giới, chứ không phải là còn nằm ở trong nước này nữa. Và rất là nhiều khách du lịch khi đến thì họ muốn khám phá từ cái họa tiết hoa văn trang phục và đời sống và các cái bản làng của bà con dân tộc ở tại Sapa này. Đấy là một cái điểm rất là đặc trưng của cái thổ cẩm Sapa. Những sắc màu nổi bật được nhuộm từ tràm, củ nâu thân thiện với môi trường, được khách hàng ưa chuộng. Đồng bào nơi đây hy vọng rằng nghề thủ công truyền thống sẽ phát triển bền vững khi thổ cẩm bước vào ứng dụng hiện đại.